đã chính thức ra mắt sàn thương mại sinh vật cảnh đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Sàn FPC, mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Xin chào. Anh Khai, anh cầm ví đi không đây? Em không khóa cửa đâu. Đi thì bỏ chân chú ạ. Nó đi khoảng nào đi thôi. Quan thì chắc là không có cái này rồi. Quan thì cái này riêng kho này bán nhiều tiền lắm. Tất cả là 3 em. Rất nhiều khu. Rất nhiều khu.
trên này có cái đồi tùng rồi cây hải đường, còn cái này như là tùng tầm tuế tầm chè chơi ở mặt chủ yếu là cây tùng cây hoa. Chị đang vẫn hỏi ra đường này anh, đang quay lại đường này. Đấy là cây thanh ta đấy. Nhưng chị vẫn hỏi quay lại đường bây giờ. Mình mới đầu chưa? Quay rồi, mình chui tít vào trong kia rồi. Đây là em, ở đây thì là chúng ta bao nhiêu chỗ cho mày. Theo ý kiến của anh, mưa và ca này là 70 người.